Rồi ok, thế này thì Yes. có vẻ ổn hơn đấy. Chạm 3 C thắng cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, trận đấu đầu tiên trong series đầu tiên chuẩn bị bắt đầu rồi và xúc thôi. Đây là cho Son dành cho game thủ chim sẻ đáng, cho Son Kata là quân chúng ta thì không rồi. Và cho Son Kata là quân của cặp đôi chim sẻ đáng và game thủ 98 cho người đó bên kia là Baby Seng. Trận đấu đầu tiên trong series đầu tiên. Quân rất khó dành cho cặp đôi chim sẻ và U98. Đây là cho Son của game thủ chim sẻ và U98 là người được cầm Katarian trong trận đấu đầu tiên này. Vãi quả đồng, vãi quả bảy dành cho người cầm cho Son game thủ chim sẻ nhắn vào đây mà này game thủ U98. Vâng, đẩy ra ngay con cho Son Kata đây. Có vẻ dự đoán đây là một buổi tối khá là khó khăn để sẻ và 98 đây. Vâng, cho Son và Kata ở trong trận đấu này. Cái bước đi dò đầu tiên dành game thủ U98 thì em cũng đã có quả đầu 7 cây và một cây gỗ gần nhà. Để giành chiến thắng ở trong trận đấu này chúng ta phải có một cái bài đấu gì đó gọi là ôm bom thần trưởng và lên đời sớm. Ở đối phương phải khá nhiều nhưng để lên đời sớm hơn Seng thì nó là một cái vấn đề rất là lớn. Nhưng dù gì thì hy vọng là cặp đôi chim sẻ nắng U98 sẽ có một trận đấu test tay ổn. Nếu như không thắng thì chúng ta có thể test tay, còn chúng ta vẫn cố gắng được thể đi ôm bom đối phương. Và đây là bàn máy game thủ 98. Đây là bàn máy game thủ chim sẻ và đấu được cầm cho Son 27 hiêu quả đầu 7. Đang lùa hiêu về rồi. Có xe giò để tìm thêm đồ ăn. Và mấy ngày gần đây thì cặp đôi chim sẻ nhà U98 đang thực sự là làm mưa làm gió trong đấu trường AOE thời điểm hiện tại với những chiến thắng liên tiếp và những chiến thắng cách biệt trước cặp đôi BB và thủ Tiểu Bàn Thầu. Và mình nghĩ rằng là sắp tới thì chim sẻ nhà U98 sẽ có những cuộc đối đầu với những cặp đôi còn cứng cựa nhiều hơn nữa so với cặp đôi đến từ BB Club. Và ngay buổi chiều ngày hôm nay thì game thủ Cam Quýt đến từ Clan AOE Hà Nam cũng đã có một lời thách thức đến cặp đôi chim sẻ nắng và U98 khi mà đội hình đưa ra là liên quân Song Hà bằng Cam Quýt và game thủ V Lớp đang muốn thử thách cặp đôi chim sẻ nắng U98 trong nội dung 22 random. Và mình nghĩ rằng là kèo này cũng sẽ sụp thôi. Và một tờ F3 đến từ game thủ U98 không biết lý do là gì. Và đây U98 không hiểu có vấn đề gì đây. Cứu viên có thể phóng to cái camera nên chúng ta tìm hiểu cho. Vâng, hơi khó hiểu. Ở phía sau cũng đứng chỉ trỏ các kiểu vào. Và bắt đầu chat rồi. Vâng, như vậy là bị giật. Giờ máy của cái thủ 98 đang khá là giật. Hơi chậm. Ok, và ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Chắc là máy 98 đang gặp một chút hiện tượng về giật lag và gặp sư tử ở đây. Rồi, không chết dần dành cho thủ 98. Một bài đấu mà em cũng đã có một bầy hiêu, một bãi quả. Hai bầy hiêu, một bãi quả dành cho cái thủ 98 ở trong trận đấu này. Và đang muốn lùa bầy hiêu 4 con về gần rừng và dường như game thủ 98 gần màu 4 game thủ Hồng Anh. Người được cầm Seng về phía đối phương. Seng đến từ game thủ Hồng Anh. Và đây chiếc bé đầu game thủ 98 bầy hiêu 5 con sẽ lùa về chiếc bé nhân đôi. Đây là màn máy game thủ chim sẻ cho Son. Và trước khi mà đến với những trận đấu những kèo giáo hữu trong nội dung random như thế này thì cặp đôi chim sẻ nhà U98 cũng thực sự là thi đấu rất là tốt ở trong nội dung cung R khi đối đầu với liên tục đối đầu với các game thủ đến từ cả làn 699 và giành chiến thắng sau những khoảng thời gian đánh cung R mải miết như vậy. Thì chim sẻ nắng U98 đã quay trở lại với đấu trường 2 random và cũng đang liên tiếp giành những chiến thắng. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì là một cặp đôi khá là mạnh. Và tôi đánh giá rằng chúng ta được ở cửa dưới trong kèo đấu này. Chắc chắn ở cửa dưới chim sẻ U98. Một đôi voi là game thủ chim sẻ nắng câu về với bài đấu 4 voi 3 bầy hiêu. Không quả phụ trận này dành cho game thủ chim sẻ. Nhưng mà chỉ là cầm cho Son mà thôi. Con này chỉ cần hóa một con gì đó khác con cho Son mà trong bóng nhà châu Á là Seng Ea cho Son chẳng hạn. Ví dụ như Ea hay là Seng chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là trận này chúng ta vẫn sáng hoàn toàn luôn. Nhưng bài sẻ trận này đang khá là tươi với 4 con voi 3 bầy hiêu, 1 bầy hiêu đưa về nhà chính, 2 bầy hiêu bên ngoài và đang dần dần câu voi về rồi. Quyết định đóng một chiếc bet nhân đôi để ăn cả hiêu và cả vàng dành cho cái thủ chim sẻ mà không biết có ăn đôi voi đấy hay không. Và con voi thứ hai được em câu về nhà chính, bài 25 dân cho Son lại kích đời kích 749 với 25 dân cho Son dành cho cái thủ chim sẻ nhà. Oklahoma.
Vâng, thêm một chiếc hết nhân đôi nữa dành cho chủ chim sẻ và bất động sản thịt bấy nhiêu rồi. Ok, câu tiếp vòi về. Cái này thì mình nghĩ rằng chim sẻ nắng sẽ đối đầu ok với game thủ he người cầm màu 6 bên phía đối bạn, nhưng vấn đề nằm ở cái bên kia khi mà chị 8 là bài cầm Katha và không đồ lùa về. Đây là màn này game thủ chị 8 tôi đang rất quan ngại dành cho game thủ chị 8 ở trong trận đấu này khi mà em chỉ là người được cầm Katharian thôi. Và máy chị 8 đang gặp hiện tượng giật lag vì mình với Kami đang vừa view máy game thủ chị 8 và vừa đẩy đẩy cam của game thủ chị 8 tại cái máy này. Nên chính vì thế nên máy chị 8 đang gặp hiện tượng giật lag, và sau trận này thì kiên viên Kami cần phải xem lại và đẩy cam vào một cái máy khác chứ để đẩy máy này thì giật quá. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện cho game thủ 98 rồi. 98 sẽ đối đầu với Seng của game thủ Hồng Anh. Chúng ta cùng xem 98 sẽ xoay sở như thế nào khi đối đầu với game thủ Hồng Anh, một game thủ và thực ra là cả hai game thủ bên phía đối phương, cả Hồng Anh cả He đều được đánh giá là những game thủ thuộc hệ công, và công phải nói là cực kỳ rát. Và hai game thủ công rát đến từ Thái Bình và Scarlet. Scarlet thì mới có một đợt bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho giải Nghệ An Open với sự góp mặt của game thủ Exciter mới chuyển nhượng từ Clan AE Nghệ An về thi đấu cho Scarlet. Còn trong Scarlet còn có game thủ như là vâng Ken Z từ Quang Giao Thông Hoàng Công Nghiệp và đặc biệt là đội trưởng Yugi cộng với đó game thủ He. Và bây giờ thì game thủ chị 8 đang đối đầu với game thủ Hồng Anh với bài cầm xem đánh chém của mình. Đây là nhà của Hồng Anh bắt đầu chập rồi, chúng ta đang là những người có dò thời điểm đầu và đang chập được vào những con nông dân đối phương. Như vậy là Hồng Anh cũng đã đi dò và đến bãi gỗ game thủ 98 vẩy hai ghe không kịp. Tầm vừa rồi vẻ không kịp đến 98 lùi dân lại và có lẽ là bo lại thôi chứ. Và Hồng Anh đã người lên đời rồi, tốt. Một tên vẩy tốt đấy, game thủ 98 đều có thể giữ lại bãi gỗ của mình và đang cố gắng chơi vào những con nông dân làm gỗ của game thủ Hồng Anh. Và Hồng Anh thổi phù rồi, đương nhiên chúng ta là hai quân không thể khám phù thủy nên là bạn sẽ có những tình huống cơ cấu thổi phù thôi. Là cảm giác chúng ta đang oải rất là nhiều. Đây là bãi vàng của đối phương và game thủ 98 đang bị con giò Hồng Anh chơi vào bãi hoàng. Pha vẩy e bắt giò đến từ game thủ 98 nhưng đây là giò công giáp, không biết có bắt được không này. Lạc đà đã có và sẽ thả ra nhà đối phương ngay. Vâng, như vậy là giò công giáp của Hồng Anh ăn trọn bãi hoàng của game thủ 98, không bắt được con giò này. Đây là màn này game thủ chim sẻ để xem sẻ đánh cái gì. Và như vậy đang chơi vào nhà của game thủ He He, người được cầm Babylon bên phía đối phương. Pha vẩy e của He vẫn đang khá là chất lượng ở đây. Và đội bạn đen đen để đưa lạc đà về cứu nhà. Một bài đấu mà He quyết định đánh chém chứ không phải là bài đánh thẳng cung của Babylon, nó sẽ thủ phù rồi. Một bài cầm cho son cũng đã có bánh xe thì game thủ chim sẻ nhắn và thập lai đang xuống là 30. Vấn đề bây giờ là game thủ Hồng Anh đang thủ rất nhiều phù ở nhà. Hồng Anh cũng đang bài chém thổi phù khi được cầm xem. Và thêm ruộng dành cho game thủ chim sẻ nhắn và đây là bán hoàng của game thủ He. He trận này vẫn chưa bánh xe và tôi đang không thấy lạc đà của He dám làm vào nhà game thủ chim sẻ và sẽ được chuyển qua một váy với bài đấu được cầm cho son của mình. Và cho son là Katha thì bắt buộc chúng ta phải chuyển quân, chứ nếu như đánh chay chém và lạc đà thì trừ khi chúng ta có lợi thế quá lớn trước đội bạn chúng ta mới tự tin đánh chay cái bài này được. Bây giờ thì chúng ta đang không phải là những người có lợi thế khi mà Hồng Anh là người cầm xem lên đời sớm nhất bản đồ và He He cầm Babylon cũng là một bài đánh chắc khi mà quyết định đánh lạc đà thổi phù. Tôi chưa thấy game thủ He He có phù thủy nhưng mà mình nghĩ rằng He He sẽ có BA sớm để kẹp vào đó những con cung R và đã có phù thủy từ He rồi, biết ngay mà. Vấn đề bây giờ là sẽ phải tăng A liên tục và chuyển qua một váy ngay và luôn. Đây là màn máy của game thủ U98 và tham lai là 21. He trận vừa này cầm Babylon và như vậy kỹ thuật viên bây giờ mới sửa được quân. Mong các bạn hết sức thông cảm. 98 quyết định 2L1P để lầy lội chơi lại với game thủ Hồng Anh. Những con lạc đà của game thủ 98 sẽ để chơi những con phù thủy xin lỗi, để chơi những con cung R của game thủ Hồng Anh và dắt cả phù lên để công vào nhà đối phương. 98 sẽ phải kìm chân và kìm hãm sự phát triển của game thủ Hồng Anh để cho game thủ chim sẻ nắng có thể nở cung A một váy ra to với những con cung A một váy ra 4 và với những con cung A một váy ra 4 của cho son đẩy game thủ He He. Và 98 sẽ là người giữ chân và kìm hãm sự phát triển của game thủ Hồng Anh. Và như vậy là Hồng Anh đang công phù lên nhà game thủ 98. Và xe game thủ 98 cũng muốn phù lại lạc đà nhưng mà Hồng Anh đã quyết định đen còn là mình đi rồi. Ăn được con phù thủy này của đối phương. Và tham lai game thủ 98 đang số là 24 rồi. Một trận đấu mà cái game thủ đang rất cố gắng. Nhưng bây giờ thì game thủ Hồng Anh có cung R rồi. Lạc đà 98 chứ không dí vào đây được. Đang cố gắng đứng thủ bán hoàng thôi. Mà máy game thủ chim sẻ nắng với tham lai là 47 của mình.
Cung A đã hai áo và bây giờ thì ông Anh cũng đã có những con cung R rồi. Xin lỗi là viên thủ He He. Nhưng mà xẻ vẫn còn nguyên, chưa bị đẩy. Thế nhà khung trên góc 12 giờ. Vâng, cung A một váy. Đánh công hay đánh thủ? Nếu đánh thủ thì phải lên 4. Còn đánh công thì phải công giáp. Và bắt buộc là phải one hit nhà của viên thủ He He thì mới có cửa để đẩy sang nhà viên thủ ông Anh được. Thêm ruộng dành cho viên thủ của chim sẻ nhắng và đang dí cung A sang nhà đối phương. Đây là nhà của viên thủ He He. Vâng, cung A sẽ giáp mấy? Giáp 2. Dành cho những con cung A một váy của Cho Son trong tay cái thủ chim sẻ nhắng. Và bắn phù thủy đối phương và lấy nhà của game thủ He. Thời điểm này mình nghĩ là ok thôi. Và có cả lạc đà phù đường của He này. Có những con ngựa chém của chim sẻ nhắng thời điểm đầu. Ok. Và lao vào nhà game thủ He. Nhưng bao nhiêu cung của game thủ chim sẻ nhắng mình nghĩ là hơi ít không. Con cung A một váy nó rất là mỏng. Và chỉ có 40 máu thôi. Chỉ 40 máu và ít hơn cung A bình thường một tầm xa. Ít hơn cung A cung R vậy. Và tầm xa chỉ 6. Và bây giờ đoạn đang muốn bắt tương cung A một váy này của game thủ chim sẻ nhắng. Và dường như có sự có mặt của game thủ Hoàng Anh ở đây. Và có sự có mặt của Hoàng Anh luôn, sẽ chỉ đẩy một tơn nhẹ thôi. Để xem bài đoạn gọi là bài châu quân là bài như thế nào. Nhưng đẩy một tơn nhẹ như này khiến lực của game thủ E yếu đi là kha khá. Và gọi được cả game thủ Hoàng Anh sang đây để bắt quân. Nhưng trẻ cũng đang thiêu và đổi được rất nhiều lạc đà và cung R của đội bạn. Timeline chim sẻ nhắng là 60/76. Và tơn này sẽ là tơn mà sẻ và U98 kết hợp để đẩy thẳng vào nhà game thủ Hoàng Anh. Và chúng ta sẽ đứng đẩy thẳng vào nhà game thủ Hoàng Anh. Sẻ đang đứng ở giữa bản đồ, khu vực giữa hai nhà đối phương. Và bây giờ là đẩy nhà ông Anh hay là đẩy nhà của game thủ He He. Chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định của cặp đôi chim sẻ nhắng U98. Đây là những đơn vị quân của game thủ Hoàng Anh. Không có nhiều lạc đà và cung R dành cho Hoàng Anh trong tình huống này. Và timeline game thủ chim sẻ là 66/76 pha vẩy He của em để có thể ăn những con lạc đà đối phương. Tiếp tục tăng hào này, đấu được cầm Cho Son rồi. Lạc đà U98 đang có là cực kỳ đông ở trong trận thiếu này rồi. Và một bài được cầm Katarian, tích lạc đà và chơi phù sang nhà của game thủ Hoàng Anh. Và bây giờ game thủ 98 đã có số lạc đà là cực kỳ đông. Đội bạn đang muốn bắt tân quân tiếp viện của game thủ chim sẻ nhắng Cho Son Katha. Và chúng ta đang có những trận thiếu phải nói là rất cố gắng trước cặp đôi Hoàng Anh và game thủ He. Với bài đấu của đội bạn có Siêng, có Babylon đều là những lời quân quân thắng khám phù thủy và đặc biệt là một đơn vị quân ép đời tuyển, đó chính là con Siêng. Và bây giờ là một rổ phù của game thủ Hoàng Anh đang đẩy sang để thủ nhà cho game thủ E. Tân qua này của sẻ khả năng cao là bị bắt, khả năng cao là bị bắt tân qua này dành cho game thủ chim sẻ nhắng. Nhưng tân tiếp viện của em đang lên và quan trọng là chúng ta có game thủ U98 đang ở đây với số lượng đàn cực kỳ đông. Còn đây là game thủ E khi dám lên ngay trước cửa nhà game thủ chim sẻ nhắng để ăn hoàng quả quả. Và tân này thì E sẽ nằm sàn. Timeline thời điểm này tôi đánh giá là đang có dấu hiệu đè dành cho cặp đôi Game TV rồi. Thời điểm đầu chúng ta đánh kiểu du ngủ đối phương thôi. Đối phương sẽ nghĩ rằng chúng ta đánh kiểu du ngủ thôi, không công được ra quýt. Và thật là chúng ta đè mạnh lắm rồi khi mà sẻ đang to nhất bản đồ trong trận thiếu này. Và sẻ đang to nhất bản đồ với cái đấu. Vâng, như vậy là He He resize vào 1-0 dành cho cặp đôi của Game TV. Thật không thể tin nổi, thời điểm đầu chúng ta đánh theo kiểu du ngủ. Và sẻ đã chuyển qua một vài cung A một áo, phải nói cực kỳ nhanh. Với bài đấu là cầm Cho Son của mình và tỷ số là 1-0 trước cặp đôi Hồng Anh He. Hồng Anh chỉ là vài châu phù và không có quân các bạn ạ. Hồng Anh chỉ là vài châu phù và không có quân. Và mặt của He có vẻ khá là nghệt rồi. Hình như là trời hơi sâu hay sao ấy. 1-0 trước cặp đôi KTV và giải cùng trả lời đến với trận thiếu thứ hai trong series đầu tiên.